Một cậu bé đang nghịch nước mưa, cơn mưa rất kỳ quái là từ dưới rơi lên trên, nhìn lên cao nữa, bên trên những đám mây lại là núi. Đây là một thế giới cực kỳ đặc biệt, ở đây xuất hiện hai vùng đất hoàn toàn đảo ngược nhau, tầng trên là cuộc sống phồn hoa, còn tầng dưới lại là cuộc sống tối tăm, bần cùng. Nam chính của chúng ta sinh ra tại tầng bên dưới, anh ta mồ côi cha mẹ, từ nhỏ đã cùng sống với cô ruột, những lúc lên núi giúp cô hái thuốc, anh ta sẽ lén lút quan sát cuộc sống của những người ở tầng trên. Ngày hôm ấy nam chính lần đầu tiên nhìn thấy người ở trên đó, là một người con gái, bình thường người tầng trên sẽ không thể nhìn thấy người tầng dưới. Nhưng cô gái này lại là ngoại lệ, cô cùng làm bạn với nam chính, sau đấy quan hệ hai người phát triển lên thành người yêu. Lúc hẹn hò, nam chính sẽ dùng một sợi dây thừng để kéo cô ấy, cô gái dựa vào vách đá lợi dụng lực hút của tầng trên để hôn anh ta, nam chính còn để cô ngồi lên vai mình, nắm chặt tay cô ấy, nhờ vào lực hút của hai tầng, vì vậy anh chỉ cần chạm chân nhẹ cũng có thể nhảy lên rất cao. Nhưng hôm ấy, khi hai người họ đang chơi rất vui vẻ, bỗng nhiên cả hai nghe thấy tiếng súng, có người đến để bắt bọn họ. Hóa ra người tầng trên và người tầng dưới không thể yêu nhau. Nam chính nhanh chóng trở lại đỉnh núi, chậm chậm thả dây để nữ chính trở về, nhưng vừa mới tới nơi thì đã bị phát hiện, những người thợ săn bắt đầu chĩa súng vào anh ta, nam chính bị bắn vì vậy đã tuột tay thả dây ra, nữ chính rơi từ trên cao xuống, phần đầu bị thương nặng, máu không ngừng chảy, nam chính lúc này bị bắt giam và định tội, cuối cùng còn phải vào một trại cải tạo rời xa người thân. Nhiều năm sau, chàng trai năm ấy cuối cùng cũng trưởng thành, không những thế còn trở thành một nhà vật lý, gần đây anh ta đang nghiên cứu về một loại thuốc có thể làm giảm trọng lực con người, mục đích nam chính làm như vậy đó là mong có thể tìm được nữ chính. Đúng vậy, anh ta vẫn chưa quên cô, anh luôn luôn mơ tưởng đến một ngày sẽ lên tầng trên để tìm cô. Cuối cùng, sự kiên trì của anh ta cũng đã được đền đáp. Hôm ấy, anh ta nghe được một cái tên rất quen thuộc. Anh quay đầu nhìn thấy trên TV xuất hiện một cô gái. Nam chính vui vẻ tột cùng, bởi vì anh chắc chắn rằng người trên TV chính là cô gái năm ấy. Mười mấy năm qua đi, cuối cùng anh cũng có được chút manh mối về cô. Anh biết được cô gái đang làm việc tại một công ty đứng đầu thế giới. Công ty này đã xây nên một tòa nhà có thể liên kết hai tầng với nhau, nhưng tuyển dụng ở đây rất khắt khe. May mắn thay, nghiên cứu phản trọng lực của anh khiến bọn họ rất thích thú. Vì vậy anh đã được chọn. Không lâu sau, nam chính bắt đầu ngày đầu tiên đi làm. Anh đi đến tòa nhà đảo ngược kia, thang máy dừng tại tòa nhà ở chính giữa. Đây là ngày đầu nam chính đi làm, vừa mở cửa ra, trước mắt anh là hai thế giới đảo ngược nhau, anh ta nhìn đến ngây ngốc, đây là nơi giao nhau của hai thế giới, người của hai tầng cùng ở đây làm việc, dù không thể tiếp xúc, nhưng có thể cùng hợp tác, còn có người ở tầng trên chỉ dẫn cho anh nhanh chóng gặp mặt người phụ trách tầng trên, người phụ trách nói rằng, quy định của công ty không ai được phép mang đồ của tầng trên đem xuống tầng dưới, vì vậy, mỗi khi tan làm, đều sẽ có người soát đồ, một khi phát hiện có đồ đạc trong người sẽ lập tức bị sa thải, người phụ trách nói rằng anh tin nam chính không phải người như vậy, nhưng rất tiếc, mục đích nam chính vào làm việc ở đây chính là có được đồ của người tầng trên. Công ty nhanh chóng cung cấp quặng sắt cho anh để nghiên cứu, loại sắt này chịu lực hấp dẫn của tầng trên, vì vậy lỡ tay sẽ làm miếng sắt rơi lên tầng trên, giống như khinh khí cầu vậy. Mỗi ngày nam chính đều sẽ chia các miếng quặng ra làm hai phần, một phần để làm nghiên cứu, phần còn lại anh ta giấu ở trên góc công ty. Nam chính cứ như vậy tích góp từng chút một quặng sắt của tầng trên. Anh còn quen biết với một nhân viên tầng trên thích các món đồ chơi ở tầng dưới, anh nhân viên hứa giúp anh ta tiết lộ thông tin mật của tầng dưới để trả thù lao cho nam chính. Sau đó nam chính còn nhận được một bộ vest rất đẹp từ anh nhân viên. Cuối cùng, nam chính nhận biết thời cơ chín muồi, anh ta bắt đầu kế hoạch của mình, lén lút sử dụng điện thoại tầng trên để liên lạc với nhân viên trên đó, dùng danh nghĩa của người khác để đặt lịch hẹn, nói rằng có việc muốn tìm nữ chính. Sau đó anh ta trèo lên nóc, đem những miếng sắt kia bỏ vào người, khi những miếng sắt có trọng lượng đủ lớn kéo theo nam chính lên tầng trên, nam chính đã dùng những miếng sắt kia để biến thành người tầng trên. Lúc anh ta đang vui vẻ chuẩn bị sửa soạn để đi gặp nữ chính, bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng động, nam chính hoảng loạn, không cẩn thận làm gương rơi xuống, người bên ngoài nghĩ có kẻ trộm, vì vậy nhanh chóng chạy vào. Nam chính vội vã trốn ra ngoài đường ống thoát nước mới may mắn thoát được. Anh ta đi theo đường ống lên được tầng trên, bước vào thang máy, đi đến tầng 7, cuối cùng anh cũng tìm thấy người con gái mà anh mong nhớ bấy lâu, nhưng lại không hề giống như cảnh anh đã tưởng tượng. Nhận ra nữ chính không hề quen biết anh ta trong lòng đầy hoài nghi, nhưng đồng nghiệp đã kể với anh, cô ấy không nhận ra anh là vì trước đây từng bị mất trí nhớ. Hóa ra nữ chính là do năm ấy vì bị ngã từ trên cao, não bộ bị tổn thương sau đó mất trí nhớ. Ban đầu nam chính không tin, nhưng đến lúc anh nói với nữ chính về chuyện trước đây thì nữ chính không nhớ gì cả. Nam chính định nói tiếp nhưng cảm thấy có cái gì đó không đúng, anh ta lập tức chạy vào nhà vệ sinh, cởi áo sơ mi ra, không ngừng tạt nước vào bên trong áo. Hóa ra nếu vật chất của hai tầng chạm vào nhau sẽ sinh ra phản ứng, đó là nhiệt độ tăng lên. Lúc nãy nam chính bị nhiệt độ cao đốt cháy áo, vì vậy không còn cách nào nên phải rời đi. Sau đó nam chính muốn đi vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, nam chính muốn đi tiểu, nhưng anh ta quên rằng bản thân đến từ tầng khác. Anh ta nhanh chóng dừng lại, nhưng đã muộn mất rồi, cũng may nam chính phản ứng nhanh mới có thể trốn thoát. Ở phía kia,
từ sau khi gặp nam chính, nữ chính đặc biệt có cảm tình với anh, cô muốn gặp lại anh. Sau khi lấy hết dũng khí, cô quyết định gọi điện cho anh ta, tìm lý do hẹn nam chính ra ngoài đi ăn. Nam chính tất nhiên là đồng ý rồi, anh ta rất nhanh đã lên được tầng trên, nơi đây hoàn toàn khác với cuộc sống nghèo nàn ở tầng dưới. Cuộc sống người tầng trên rất giàu có, di chuyển đều là dùng cáp treo. Anh ta ngồi cáp treo đi đến một nhà hàng gần biển, nữ chính đã ở đây đợi anh, hai người giống như là trở về trước kia, nói chuyện rất vui vẻ. Nam chính rất nhanh cảm nhận được chân mình nóng lên, nhưng anh lại không nỡ rời đi, cứ cố nhịn. Đợi đến khi anh tiễn nữ chính thì giày của anh ta đã bắt đầu có khói, sau đó bốc cháy. Anh ta hoảng sợ, nhanh chóng nhảy xuống biển để giảm nhiệt độ xuống. Tình yêu bắt đầu nảy nở, công việc cũng trở nên thuận lợi, nghiên cứu của nam chính có tiến triển rất lớn, lại còn được thí nghiệm cho người tầng trên xem. Nhưng anh không ngờ rằng nữ chính cũng tham gia, ngay lập tức cô nhận ra nam chính, anh ta cuối cùng cũng bại lộ thân phận. Nữ chính không thể chấp nhận được sự thật mà bỏ đi. Nam chính nhanh chóng thay quần áo, nhưng thân phận anh ta bị lộ, cảnh sát đến bắt anh. Vì muốn trốn khỏi truy bắt và để tìm nữ chính, anh không còn cách nào, tìm đến nhà người nhân viên mà anh quen biết. Lúc này ông ta cũng đã nghỉ việc ở công ty, ông ta giúp đỡ và cho nam chính vào nhà, đã thế còn đưa cho anh một bộ quần áo có khả năng chống nóng đặc biệt. Tiếp đó, nam chính tìm đến nhà hàng trước đây để tìm nữ chính và giải thích tất cả mọi chuyện, nhưng không ngờ nữ chính nhìn thấy anh không hề bỏ đi mà còn nắm lấy tay anh ta. Hóa ra nữ chính sau khi biết chuyện rất đau lòng, sau đó ký ức bỗng quay về, cô nhớ lại hết chuyện trước kia. Hai người còn chưa kịp nói gì với nhau thì cảnh sát tới. Nam chính nói với nữ chính gặp nhau ở chỗ cũ rồi chạy đi. Hai người rất nhanh đã gặp lại nhau ở ngọn núi năm ấy, nơi mà hai người từng hẹn hò với nhau. Tiếp đó là cảnh phim đẹp nhất mà tôi từng xem. Hai con người khác tầng ôm lấy nhau, trọng lực biến mất. Hai người quấn quýt ôm hôn, quên mất cả thời gian. Họ hy vọng sẽ không bao giờ trở về thực tại. Nhưng người truy bắt bọn họ đã đến. Nam chính nhanh chóng bỏ hết những miếng sắt trên người ra, ôm lấy nữ chính. Hai người nhảy xuống tầng dưới, may mắn thoát được đạn. Nhưng trong lúc hai người đang rơi, một viên đạn đã bắn trúng dây thừng. Nữ chính không thể giữ được nữa, nhưng cô không muốn buông tay. Nam chính biết rằng nếu không buông tay thì cả hai sẽ đều phải chết, vì vậy anh ta đã chủ động buông tay ra, rơi xuống. Nữ chính bị bắt về. Suốt một thời gian dài cô nghĩ rằng nam chính đã chết, cho đến một ngày cô nhận ra trên bàn có thêm hai chiếc cốc kỳ lạ. Hóa ra nam chính lúc đó rơi xuống một cái cây, may mắn thoát chết. Không chỉ có vậy, người đàn ông nhân viên tốt bụng kia còn giúp nam chính cải tiến thuốc, có thể làm cho trọng lực biến mất trong thời gian dài. Nữ chính sau khi uống thuốc đã làm cho trọng lực của mình biến đổi. Hai người lại gặp nhau, cuối cùng họ cũng đã phá vỡ ngăn cách của hai tầng, mãi mãi ở bên nhau. Trong quá trình đi tìm nửa kia, nhất định sẽ phải đối mặt với muôn vàn trở ngại, nhưng những khó khăn trở ngại ấy giúp cho tình yêu càng thêm sâu đậm.